anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. À, hoa mẫu đơn ha, này là hoa màu vàng lá nhỏ ha, à, lá nhỏ nè anh chị. Mấy cây này thì cái rất là già cây luôn nè anh chị. À, mã số 330. À, cái này cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là mã số 330. Cái này là nó nhiều thân nè. Liền một khối với này nha anh chị. Ở này em đo cái thân lớn nhất đi. Đo thân lớn. Đo cái thân lớn nhất nha anh chị. Hoành đó là gần 14. Chiều cao nó 31. Kính bầu là 23. Rồi 330. Cây này là 700 ngàn em bao xíu. 330 700 ngàn chị ơi. 331. Trang vàng lá nhỏ nha anh chị. Nó liền luôn đó. Già trơn nè anh chị. Già nứt cho me trơn. Nứt trơn già cây lắm nha. Trang thì dễ sống nha anh chị. Hoành 24 rưỡi. Tổng ở dưới là 24 rưỡi ha. Chiều cao 32. Ví dụ em đo một thân cho mình là 12 nè. Rồi mã số 331 500 ngàn. Nè bông trang này anh chị về khui đất cây trồng nha anh chị. Khui bớt ra ha. 332. Nè một cốt nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Hoành đây là 16 rưỡi. Chiều cao nó là 38. Đường kính bầu là 24. Cây này đế nó đẹp nè anh chị. Nó hơi bị chạy đây chút ha. Chặt chúng á. Rồi mã số này là 332. Cây này là 500 ngàn em bao ship. 333. 333 nha anh chị. Hoành đây 14. Chiều cao nó là 47. Kính bầu là 21, đang cỡ bầu nha anh chị. 333 450 em bao ship. 450 bao ship. Trang vàng lá nhỏ ha. Cây rất là già anh chị coi nè, già dữ lắm, già luôn ha. Nhỏ nhưng mà nó già cây. Vậy chị khui bớt đất ra trồng ha, tại đất này nó cứng lắm. Hoành đây là 18 rưỡi, gần 19. Em đo sát ở dưới ha. Chiều cao của nó là 30. Rồi mã số này là 334. Cây này 450 ngàn em bao ship. Cây này rất là đẹp anh chị, 450 ngàn thôi. Rồi mã số 335. Một cốt nè anh chị. Hoành ở đây là 15. Chiều cao đó là 24. 335. 300 ngàn em bao ship. 300 ngàn thôi anh chị, bao ship luôn. Rồi cây này là 336. Cây này cũng đẹp lắm chị. Nó cũng dính liền ở dưới hết nha anh chị. Chặt đúng rồi. Đây ha. Em đo sát ở dưới cái mặt bầu nó là 22. Rồi em đo cái bên đây á là 14. Chiều cao nó là 27. Rồi 336 350 em bao ship. 350 bao ship. 337. Rồi có đế nè anh chị. Rồi em đo sát ở dưới đây là 17 nha anh chị. Nè em đo sát nha. Hoành ở trên này á là 14. Chiều cao nó là 44. À, 337 cây này 400 ngàn bao ship. 338. 338. Già dạ, thấy nhỏ dạ. Cái này liền nha anh chị. Ở dưới này nó liền hết trơn ha. À, dạ, liền chưa bư hết. Đo cải đại nhỏ nhỏ. Cái nhánh to này nó là chín nha anh chị. Chứ khui ra là củ dưới này liền một lạt luôn á. Ba ba tám 250 nha anh chị. 339. 339. Chị coi một cốt này. Đo một cái cốt này nha. Cắt bỏ đây. Và đây 14. Cao nó là 46. 339 350 em bao ship. Rồi chị 350 rồi anh chị ơi, bao ship luôn. 340. 340. Già dữ lắm, già nha anh chị. Trang vàng lá nhỏ ha. Nè em đo tổng hoành ha. Em đo sát dưới mặt bầu luôn ha anh chị. Hoành 23. 23 hoành. Em đo một cái thân gợi ở đây nè. Là 10 rưỡi. 10 rưỡi. Chiều cao của nó là 46. Đó, chị nhìn giùm em trang keo này ha. Rồi mã số này là mã số 340. 400 ngàn em bao ship. 400 ngàn bao ship. Cái này là trang vàng lá nhỏ nha anh chị.
Trang á, 341. 341. Cũ luôn chị ơi. Nè, nó nứt nó già luôn rồi nè chị. Hoành sát phía đây là 15. Trên đây cũ. Rồi tút cái chút cũ này trên. Này 10. Chiều cao của nó là 24. Cao hơn ngang tay của em. Rồi mã số này là mã số 341, 350 em bao ship. 341, 350, trang vàng lá nhỏ. 342. 342. Cũng là trang vàng lá nhỏ luôn nha anh chị. Này chặt vô chút miếng xíu nha anh chị. Nó sát dữ ha. Sát dữ luôn nha anh chị. Đó 17. Một cái thằng nhỏ này, thằng nhỏ này là 8 gần 9. Chiều cao nó là 29. Ba bốn hai ba trăm ngàn. 343. Hoành đây 14. Cao là 22. Này chặt vô chúng xíu nha anh chị. Và cây nứt nứt trơn rồi. 343, 350 em bao ship. 350 thôi, để rẻ anh chị chơi luôn anh chị ơi. 344. 344. Bao ship chị. Dạ xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là trang tím sen. Trang tím sen ha. Đây, hoa nó đây anh chị. Đơn đó. Đó, tím sen nha anh chị. Đó, cây này tàn khích gịch luôn ha. Đó, cái này một cốt nha anh chị. Một cốt ha, đây để xem. Cái tàn khủng bố luôn chị ơi. T1. T1 500.000 em bao ship. Rồi trang tím sen nha anh chị. Đó, có lớp bông nhóc chân luôn. 500.000 bao ship. T2 đây nè. Tiếp theo mã số T2. T2. Đây này em báo với anh chị là nữa em đóng hàng đó. Em sẽ ốp lại mà. Ốp lại chị ha. Lỡ mấy cái cành có đập thẻ miếng cành nhỏ anh chị thông cảm giùm em ha. Cái này nó cũng dai nó chảy nha anh chị. Này. Mã số này là mã số T2. Trang tím sen nha anh chị. Cây này về bông rất là đẹp luôn. Rồi T2 chỉ 400 ngàn thôi anh chị ơi. Bao ship luôn. T3 chỉ miếng mướp thôi. T3 nha anh chị. Miếng mướp đó. Đó. Mã số T3. Cây nào cũng một cốt không nghe anh chị. Cái này thì có cái giống chặt giống nhẹ đây xíu nha anh chị. Hoành đây là 9. Chiều cao nó là 67. Đường kính tàn 62. Màu thì cỡ thôi nha anh chị. Đây. Rồi cây mã số T3. Rồi T3 đọc giá đi. Rồi T3 400.000 nha anh chị. Bao ship luôn. Rồi T4. T4. Cái này cũng khủng bố nè. Nè, chị có bút bông nè ha. Quá trời luôn, trang tím sen rất là đẹp. Cái này hoành 10. Hoành 10. Chiều cao nó là 90. Chiều cao 90. Tàn 64. Rồi T4. T4 này là 400.000 ba ship. Rồi T4 cũng 400.000 thôi anh chị ơi. Bao ship luôn. Tiếp theo T5. T5. Đây là mã số T5. Chiều cao nó là 76. Tàn nó
là 60. Đường kính mộng cỡ khoảng 27-28. T5 nha anh chị. T5 này cũng 400.000 em bao ship. Rồi 400.000 thôi anh chị ơi, bao ship. T6. Sàn rất là đẹp luôn anh chị ơi. Tàng dày lắm nha anh chị. Tàng của nó là 50-57. Rồi T7 cũng 400.000 luôn anh chị ơi. T7 400.000. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. T8. T8. Hoa nó đẹp ha. Hoa rất là tím sen, hoa rất là đẹp luôn nha anh chị. Màu rất là tươi. Rồi T8 cũng 400.000 thôi anh chị ơi. T9. Rồi mã số T9. T9 cũng 400.000. 400.000 bao ship luôn nha anh chị. T10. Ở Tàng Châu nè. Tròn đủng luôn anh chị. Tròn luôn nha anh chị. Hoành đây 9,5. Chị ca đó là 70. Tàng đó là cỡ 60. Rồi mã số T10 này 500.000 em bao ship, cái tàng rất là đẹp luôn á anh chị. Rồi chỉ 500.000 thôi anh chị ơi. T11. Này quay cái đế này nó bị nó như vậy nè. Không, nó bị nó ghế nó ăn gì đó anh chị ơi. Gà chùm chùm luôn đó. À, cái này khó vậy. Đồ chứ xíu nha anh chị. Đồ này dễ sống lắm ha. Cái này á vậy đi. Em đo gì đâu á. 11,5. Em đo nó dính luôn vậy đó. Cao là 63. Tàn nó là 63 luôn. Rồi T11 này cũng 400.000 em bao ship. 400.000 thôi anh chị. T12. Chìm. T12. Rồi có cái cây kẹt vô đây. T12 400.000. T13 chim đi. Đang dễ sống trên chị. Hoành T10. Hoành 10. Chiều cao nó là 86. Chiều cao 86. Tàng nó là 61. Rồi T13 cũng 400.000 đó anh chị ơi, bao ship luôn ha. T14. Đó, cây cuối cùng chỉ có 14 cây thôi anh chị ơi. Tàng tròn rất là đẹp luôn á. Cây này tàng tròn ổng luôn anh chị ơi. Hoành nó là 10. Hoành 10, chiều cao đó là 86.